Đấy, quay lên sóng anh em con tủ chè vụ ta khảm liên chi. Đấy, khảm chai bệ khảm liên chi hai cánh khảm đông bích. Anh đo em kích thước này đây này, đo kích thước dài 1m78 77 rưỡi rồi, cao 70, chắc là 70 thôi đúng không? Cao 70, sâu 50. Về phần gỗ thì là khung gầm bệ là chắc chắn. Khung gầm bệ là chắc chắn. Rất chắc chắn luôn. Gỗ là trần mộc. Còn có cái lèo thì là nó đục kênh bong rất là nhiều. Bị sứt mất một số chi tiết như là ở cái góc này. Cái góc này là có một cái góc lá này. Đấy. Và một số này nữa cũng có một số sứt nhỏ không đáng kể. Đấy, nhìn từ xa thì vẫn đẹp. Đấy. Liền là hai cánh này. Hai cánh thì lành. Đấy. Khung bệ thì lành, chắc chắn. Hai thùng rồi. Đấy. Khung bệ. Con này thì đánh bóng lên tí nữa thôi là đẹp. Chắc chắn. Con này thì có giá là 11.500.000. 11.500.000 các anh em. Để chơi rất hợp lý. Hợp lý. 1m77. Cao 70, sâu 50. Bệ khảm liên chi, lèo ba cành, lèo chim hoa. Thập điểu quần mai. Sức mất tí ti cái góc bên tay phải khi mà nhìn từ ngoài vào. 11.500.000 cộng với cả phí vận chuyển các bác nhé. Một con tủ về chơi khá là đẹp. Rồi, anh em nào đây đúng rồi, cái bán hồi này cũng có khung rồi là khảm. Rồi các bác nhé, ván nóc, ván hồi lành tít, hai cánh lành tít. Ok, xin cảm ơn anh em.